Bài viết có tựa đề nhận 84.000 đô la Mỹ, họa sĩ trả bài hai tấm vải trắng, được đăng trên vnexpress.net. Đan Mạch, bảo tàng ở Aalborg gửi tới 84.000 đô la Mỹ cho một họa sĩ để sáng tác tác phẩm nghệ thuật đương đại, song chỉ nhận được hai tấm vải trống trơn. Sau khi nhận thù lao trả trước từ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten ở thành phố ở Aalborg, miền Bắc Đan Mạch, nghệ sĩ Jan Harning gửi họ tác phẩm là hai tấm vải trắng trống trơn được đóng khung. Harning đặt tên tác phẩm này là Ôm tiền chạy mất, cho rằng nó phản ánh tình trạng trả lương thấp cho người lao động và khẳng định đây không phải là hành vi trộm cắp. Đó là hành vi vi phạm hợp đồng và phá hợp đồng là một phần của tác phẩm này, Honning nói với kênh DR của Đan Mạch ngày 25 tháng 9. Tác phẩm này nói lên rằng tôi đã lấy tiền của họ. Bảo tàng Kunsten không hài lòng với cách giải thích của Honning, song vẫn trưng bày hai bức tranh trống trơn trong triển lãm Work It Out, thể hiện mối quan hệ giữa con người và công việc. Khoản tiền 84.000 đô la Mỹ nằm trong thỏa thuận của Honning với bảo tàng. Theo đó, nghệ sĩ này được trả trước khoảng 57.000 đô la để lồng số tiền này vào một khung tranh tái hiện một tác phẩm trước đó. Trong tác phẩm được trưng bày trong giai đoạn 2007-2010, Honning lồng những tờ tiền tương đương thu nhập trung bình hàng năm ở Đan Mạch và Áo vào hai khung tranh để thể hiện mức chênh lệch thu nhập giữa hai nước. Honning gửi hai thùng kín tới bảo tàng Kunsten trước khi triển lãm khai mạc vào tuần trước. Khi các nhân viên bảo tàng mở thùng, họ rất ngạc nhiên khi thấy hai tấm vải trống trơn. Tôi bật cười khi nhìn thấy nó, giám đốc điều hành bảo tàng Kunsten Lasse Andersson cho biết ngày 29 tháng 9. Andersson cho biết bảo tàng bắt đầu nghi ngờ khi Honning nói rằng đã tạo ra một tác phẩm mới mang tên Ôm tiền chạy mất. Công việc ban đầu của Honning là chuyển tiền bạc thành nghệ thuật. Tác phẩm mới nhắc nhở rằng chúng ta làm việc vì tiền. Andersson viết trong mail. Nó cũng châm ngòi cuộc tranh luận rằng tác phẩm của một nghệ sĩ nên được định giá thế nào. Honning giải thích ông quyết định giữ số tiền 84.000 đô la Mỹ sau khi từ chối ý tưởng tái hiện tác phẩm đã được sáng tác cách đây hơn một thập kỷ. Thay vào đó, Honning muốn tạo ra một tác phẩm mới giúp phản ánh tình hình công việc hiện tại của mình. Tôi khuyến khích những người lâm vào hoàn cảnh lao động khốn khó tương tự làm giống tôi, Honning nói. Honning cho biết phải trả khoảng 2.900 đô la để tái tạo tác phẩm nghệ thuật cũ của mình và gọi đây là điều không công bằng. Nghệ sĩ này ký hợp đồng với Kunsten, cam kết sẽ giao tác phẩm nghệ thuật và gửi trả 84.000 đô la trước ngày 16 tháng 1
năm 2022. Khi triển lãm Walk It Out đóng cửa, Bảo tàng Kunsten cho biết đang thảo luận với Hanning về thời hạn này, đồng thời thừa nhận nghệ sĩ đã tạo ra một tác phẩm mang tính khiêu khích. Đó không phải những gì chúng tôi thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, chúng tôi có những tác phẩm nghệ thuật mới và thú vị từ Hanning, giám đốc điều hành Anderson nói. Hanning là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng ở Đan Mạch với nhiều dự án gây chú ý, bao gồm việc vẽ lại quốc kỳ nước này bằng màu xanh lá cây. Hanning từng đưa một đại lý ô tô và một phòng khám trị liệu vào trong triển lãm tại Đan Mạch. Tác giả Nguyễn Tiến, theo NPA. Trong đám cây
khi con muốn khóc anh sẽ lấy cầm những đôi sơn những chân thành, hãy hát lên nỗi tuổi xanh, hát với trái tim trẻ dài và đừng vội những chuyện ngày mai.